Dạ. Em tên là Trần Xuân Trường. Xuân Trường. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay là 30 tuổi. 30. Bạn làm nghề gì? Em là giáo viên. Giáo viên dạy về gì bạn? Em dạy piano. Hai xin mời bạn gái. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em tên là Trường Lâm. Trường Lâm năm nay Lâm bao nhiêu tuổi? Dạ em 27. 27 tuổi. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng của công ty đầu tư địa ốc anh. À Trường Lâm. Dạ. Ở bên đây là Xuân Trường. Trường ha. Dạ. Với nhau dạ. Rất là hay ha. Tôi bây giờ thế này đi. Nhân dạ. ngày 8 tháng 3 mình hát một bài gì đó cho nó đó. Vui đi. Cái đề nghị này em cũng nghĩ là hơi bất ngờ. Em cũng chưa chuẩn bị sẵn cái bài vui. Không cần chuẩn bị dạ. nó bất ngờ thế nó mới hay. Dạ thì em sẽ hát một cái bài. Bài có tên là Tình yêu là mãi mãi. Dạ. Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng. Dù ngày mai có sống trong chờ mong, anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay, một đêm thức dài đến mai sau. Và một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu. Vì cuộc tình như chiếc lá non, tình yêu sẽ hóa môi son. Bạn hát như vậy, bạn đà dạy đàn như vậy. Em biết anh chuẩn bị nói gì đó. Lâm ơi, bạn đặt cái tiêu chuẩn như thế nào về cái người bạn trai mà mình muốn tìm kiếm? Em chỉ cần một người là biết có trách nhiệm, chững chạc để có thể là đôi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống thì em có thể tìm đến để có thể giúp đỡ em về mặt tinh thần chẳng hạn. Vậy bạn có đặt nặng về vấn đề vật chất hay không? Dạ vật chất thì em không có đặt nặng, nhưng mà người đó phải lo làm ăn để có thể tự nuôi sống được bản thân của mình, chứ đừng có ỷ vào cha mẹ mình có của ăn của để rồi cứ thích thì làm, không thích thì nghỉ gì đó. Bạn cho rằng mình là người như thế nào? Em là người sống rất là tình cảm và lãng mạn. Lúc nãy em có nghe anh dạy piano thì thực ra em cũng rất là thích piano. Còn có một thời gian còn có học piano nhưng mà rồi lại bỏ thôi bởi vì không có điều kiện nữa mà theo được. Nghe bạn gái bên kia nói vậy bạn cảm nhận thế nào? Cái yêu cầu về người bạn trai như vậy có phù hợp với bạn chưa? Khá là phù hợp. Còn bạn có yêu cầu gì không? Đặc thù nghề nghiệp của em là nghiêng về nghệ thuật. Cho nên là nếu một người phụ nữ phải có một tí xíu về cái cách đối tiếp với nhiều tầng lớp trong xã hội. Nói vậy cho nó dễ hiểu một tí. Bạn ưu điểm gì? Em nghĩ là khá ổn về mọi thứ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là như là đôi khi hơi khó tính. Dạ. Khó quá đi chứ. Các bạn quan niệm về chuyện tình yêu là như thế nào? Đối với em cái tình cảm thì nó có 4 từ T. 4 từ T. Dạ. 4 chị lắm. 4 từ T là sao? Dạ, có 4 chị lắm. Đang hết. Đó là tôn trọng, thành thật, tin tưởng và thẳng thắn. Hai bạn này hơi khó đó nha. Hơi khó đây nè, bởi vậy. Bây giờ tôi hỏi quê bạn ở đâu vậy bạn nữ? Dạ em quê gốc ở Khánh Hòa anh. Khánh Hòa, còn bạn nam? Cũng miền Trung là em Bình Định. Bình Định hả? Đấy, tôi thấy hai người này hơi khó tính đấy anh Linh. Đúng rồi. Chào anh. Chào bạn. Xinh gái quá. Có quyền khó tính. Bên đây sâu quá mà cũng khó tính. Gì kỳ vậy? Phải nhờ mình có quyền lại. Chứ mình chọn cái người bạn đời cho mình phải được quyền kén. Anh đâu không có hợp đâu. Ở đây xấu hơn em nhiều. Thế bây giờ xấu bạn có chịu không? Xấu mà có duyên là được chị. Bây giờ có không ưa cái gì á người bạn trai của mình không nè? Đừng có gầy, em không thích gầy. Cho gầy nhưng mà người ta có duyên. Hồi nãy rồi. Em nói là có duyên nhưng là được rồi. Gầy thì em dựa không được. Bên đây ốm nhách luôn. Gì gầy thì em dựa nó gầy là dựa không có được. Bỏ tay. Gì đi đâu vậy? Chào chị. Hi. Quắc. Dạ. Ủa mà sao đẹp kiểu tóc ngộ vậy? Chắc có lẽ có nhiều người cũng giống em là má em cắt cho. Má cắt tóc? Dạ má em đang thiếu nhiều. Từ đó giờ toàn là má cắt tóc không hả? Dạ nhiều lần. Vậy đa hả? Số là má cắt nhiều. Ốm mà để đầu trọc lóc. Đến chương trình với ai? Dạ đến người thợ cắt tóc đó. Đâu đó, mình muốn coi cái người thợ cắt tóc của bạn. Dạ mẹ em kia. Dạ chào cô. Cô có làm nghề cắt tóc không? Dạ không, mình là giảng viên đại học. Giảng viên đại học mà sao dạ. Cắt tóc đẹp quá vậy? Dạ không phải, hình như ảnh xấu đẹp. Mình cắt cho nó đẹp chứ không phải mình cắt đẹp. Mà bây giờ cô muốn có dâu lắm chưa cô? Dạ thưa, tôi đến đây là với cái niềm ao ước là con trai nó có một cái niềm vui lớn trong cuộc đời. Dạ. Như vậy là các tường hiểu. Dạ dạ. Cô ơi, dạ, cái cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn bạn gái của con ở đây thì cô thấy như thế nào ạ cô? Dạ chắc chắn là lời khen của mình cũng như những lần trước là cô bé rất là xinh xắn, rất dịu dàng. Còn cái phần còn lại là của hai bạn, vì mình thấy rằng là hai bạn dưới mắt mình rất rất là chững chạc. Cảm ơn cô.
Rồi bây giờ cái cảm nhận hai bạn sẽ gặp nhau thế nào chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Màn đâu kéo lên. Người ít tóc ốm nhất. Em xấu quá. Em nhớ anh thiếu mất một đoạn đó. Cái đoạn qua kia anh xem trước đâu. Xem rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Gì vậy? Đó. Cười gì cười? Cười gì cười? Coi phía sau trước. Anh tưởng chọc lóc thiệt hả? Không, cái này tóc giả em ơi. Xấu quá. Cái này cắt có dạ uống nữa phải không? Chào em. Có uống nữa phải không? Dạ không. À, cái này là tóc từ nhỏ đến giờ đó bạn. Vậy á hả? Ồ, đặc biệt quá. Dạ bởi vậy cho nên là mẹ hiểu ý là cắt mới được. Dạ. Trước tiên là em có món quà tặng cho anh. Ồ, để anh tặng trước đi cho nó đúng. Dạ. Đúng chứ. Đúng rồi, hôm nay 8 tháng 3 đó bạn. Dạ là của em đúng không? Dạ, rồi, em cảm ơn anh. À, đây là món quà em tặng cho anh. Món quà này là tự tay em làm. Rồi. Em có đem theo hai cái bút. Trên này thì trái tim màu trắng, thì trong này sẽ cũng sẽ có một trái tim màu trắng. Và em hy vọng là mình chỉ có thể sử dụng cái bút màu hồng này, đừng nên sử dụng cái bút màu xanh. À, dạ. Nó trùng màu với bấm nút hay sao? Dạ, tức là ở trong này cũng có một trái tim, nó chỉ là màu trắng. Ừ. Em hy vọng là sau chương trình này thì chị mình có thể tô trái tim nó thành màu hồng. À, rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Rồi, mời hai bạn ngồi. Bạn cảm nhận chàng trai thế nào? Hơn sức tưởng tượng của em. Từ chiều hướng tốt hay xấu em? Tốt đi. Nãy anh nói sao tưởng tượng sao? Em chỉ tưởng tượng là một thầy giáo thì chỉnh chu. Dạ. Rồi cảm nhận của bạn trai đối với bạn gái như thế nào? Bạn nữ rất là dịu dàng, nữ tính. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà em bày tỏ những suy nghĩ của em thì chắc em cũng rất là quyết liệt đúng không? Dạ chính xác. Bởi vì em cũng thích sự thẳng thắn trong đó. Mình thích hay không thích thì mình cứ nói ra với nhau, chứ đừng có để phải đoán nhau thì nó mệt lắm. Mà nhiều khi đoán không trúng nữa thì nó lại đi theo hướng khác. Bây giờ nếu mà đọc ý hẹn hò nè, bây giờ hai đứa hẹn hò ở đâu em nè? Yên tâm về tình trạng hiện tại. Có mẹ ngồi dưới làm chứng. Thấy mẹ chịu rồi. Còn được thì bao giờ kết hôn? Hỏi là có mẹ đây đang hỏi luôn. Em thấy cái hình như ai cũng nói là gỡ một năm là vừa. Còn, một năm phải không? Dạ sau đó cái gì đó mình có thể rút lấy ngắn vợ gì đó. Phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Dạ. Rồi chúng ta hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. À, chúc mừng hai bạn. Yeah. Cặp rất là xứng đôi đúng không? Rất là xứng đôi. À, cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em cũng biết cảm giác như thế nào nữa. Cho em xin phép một phút được không ạ? Dạ. Về cái món quà hồi nãy em. Rồi, dạ. Đồng ý. À, anh có thể mở. Anh mở quà đi. Ta tặng quà anh không mở. Lấy hai cái viết anh tô vô. À, cái này có hai mặt. Em với anh đều đồng ý thì em nghĩ là em tô một mặt và anh sẽ tô một mặt. Anh lo cười không, anh không có hiểu cái điều người ta gửi gắm. Người ta gửi gắm cái gì không, không có hiểu gì hết trơn trời. Ý tô hai mặt là anh, cổ nói anh hai mặt đó. Dạ không, một màu là một mặt. Dạ. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ anh tập trung cái chuyên môn, đừng cười nè, giờ nắm tay nè. Dạ. Hỏi nắm tay nắm sao nữa đi. Con mẹ ngồi dưới kìa, ôm hung ghế cho mẹ vui cái coi. Rồi nắm tay đi. Nắm tay đi. Em sẽ nắm tay rồi. Rồi, chào em, chào tạm biệt. Rồi, chúng ta sẽ quay số.